lại của tất cả các thí sinh. Một, thí sinh tham gia chương trình phải cung cấp nick Facebook để phục vụ cho việc trao giải và ghi nhận hình ảnh trong suốt quá trình thi. Hai, trước khi bước vào thời gian chính thức, các thí sinh sẽ phải chia sẻ và like fanpage của nhà hàng quán Nam Cháo. Ba, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra huyết áp và sức khỏe của thí sinh thông qua bác sĩ chuyên ngành trước khi thi. Việc này chúng ta làm rồi. 4. Trước khi bắt đầu vào thi chính thức, các thí sinh phải kiểm tra nguyên vật liệu thi bao gồm bia và chip bồ câu hoặc là mực nướng dành cho thí sinh nữ để đảm bảo đúng chất lượng và đúng chuẩn thực phẩm. Trước khi thi, tránh các trường hợp thí sinh có ý kiến hoặc phát ngôn mang tính đổ thừa trong khi thi và sau khi thi làm ảnh hưởng đến uy tín của ban tổ chức. 5. Việc xác định người thắng cuộc cho các giải phụ hay giải thưởng chính sẽ căn cứ trên việc uống bia theo từng chai, không đổ ở bình lớn vào thau chậu ca vại để uống, bởi vì ban tổ chức không đủ căn cứ để xác định khi trao giải cho người thắng cuộc. 6. Trong suốt quá trình thi, việc ăn chim hoặc là mực trước hay sau được phép nhưng phải ăn sạch sẽ, chỉ để lại xương trong thời gian quy định. Riêng đối với giải thưởng phụ thì thí sinh bắt buộc phải ăn hết chim mực thì mới được công nhận là thí sinh thắng cuộc cho giải thưởng phụ. Ví dụ như là phải ăn hết chim và uống 8 chai bia đầu tiên thì mới được thắng giải phụ. 9. Trong suốt 60 phút dự thi, thí sinh được đi vệ sinh dưới sự giám sát của ban tổ chức, không ói mửa ngoại trừ việc có thể đứng dậy đi lại trong bán kính 2m ở khu vực dự thi. 10. Khi tham gia, bắt buộc thí sinh phải có cam kết về sức khỏe với ban tổ chức. Điều này các bạn cũng làm rồi. 11. Đối với các thí sinh có tiểu sử bệnh áp và tim mạch sẽ không được tham gia hội thi. 12. Ban tổ chức sẽ không hoàn trả tiền đặt cọc và thanh toán trong các trường hợp đăng ký nhưng không đến tham gia đúng thời gian quy định, bỏ cuộc hay thắng cuộc trong hội thi đều không trả lại tiền đặt cọc và thanh toán. 13. Tất cả các thí sinh có thể mang về những chai bia và chim bồ câu đang ăn và uống không hết. 14. Tất cả các thí sinh tham dự hội thi phải cam kết quy định đã uống rượu bia không lái xe. Trên đây là toàn bộ quy định và thể lệ của cuộc thi uống bia tại quán Nam Cháo ngày hôm nay. Nếu như tất cả các thí sinh còn đồng ý, đề nghị cho một tràng pháo tay. Còn ai có thắc mắc gì không ạ? Và tôi xin được nhắc lại nhé, rất là quan trọng này. Ví dụ chẳng hạn 45 phút các bạn đã hoàn thành xong hết phần thi của mình hợp lệ rồi, ăn hết chim rồi, uống hết bia rồi, các bạn vẫn phải chờ 15 phút nữa mới là cái thời gian mà các bạn chính thức giành chiến thắng. Còn trong cái quá trình 15 phút đấy mà các bạn nôn ói mửa thì các bạn sẽ không được công nhận kết quả. Tất cả mọi người đã rõ và sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Mực đang xé. Đủ chưa? Còn vâng, còn mực của thí sinh số 13 phân mít đúng không ạ? Và trên tay của chúng tôi đã có đồng hồ bấm giờ đây rồi. Và mực có rồi đúng không ạ? Và sau đây ban tổ chức sẽ chính thức bấm giờ. Một lần nữa đề nghị tất cả các khán giả ở phía sau ạ, mời các bạn ra phía trước. Tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, ạ. Chúng tôi đang bấm giờ. Và chúng ta sẽ cùng đếm ngược nhé. Các bạn có thấy không ạ? 60 phút ạ, 60 phút. Dạ vâng. Và sau đây sẽ bắt đầu. Xin phép được đếm cùng với tất cả khán giả nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúc các thí sinh của chúng ta hoàn thành xuất sắc cuộc thi, phần thi của mình trong thi ngày hôm nay. Đề nghị các giám sát 1, 2, 3, 4, 5 giám sát. Chúng ta giám sát để xem ai là người đầu tiên nhanh nhất giành các giải phụ, gồm có 8 chai bia đầu tiên, 10 chai bia đầu tiên, 12 chai bia đầu tiên. Và điều kiện bắt buộc là phải ăn hết phần đồ ăn của mình trước khi được nhận giải phụ. Xin mời các tổ hậu cần giám sát vừa đồng đến các bạn để kiểm soát. Bồ câu khô gốc. Ủa. Mr. Kim, how do you feel? Okay? Oh, thank you. Xin mời tất cả khán giả vui lòng về lại phía sau ạ. Xin mời khán giả để cho xin mời khán giả, vâng. Mời khán giả. Chúng ta phía đứng ra phía sau để cho ban tổ chức làm việc ạ.
Xin một lần nữa xin kính mời các khán giả đứng phía sau ạ. Chúng ta đứng hết ở phía trước. Xin mời tất cả các khán giả vui lòng lùi về phía sau. Các thanh tra vui lòng đứng đúng vị trí của mình, không che chắn ảnh hưởng đến thí sinh trong quá trình thi. Xin nhắc lại là tác động của bất kỳ vận thí sinh nào trong cuộc thi này sẽ ảnh hưởng đến bên cạnh. Xin mời tất cả khán giả vui lòng lùi về phía sau. Đề nghị đồng chí thông dịch viên của Mr. Kim thông báo phải ăn hết chim, uống nhanh nhất thì mới được công nhận ạ. Không thì anh Kim anh tưởng là chỉ uống bia nhanh nhất thôi, là anh cứ ngồi uống bia thôi, không chịu ăn chim gì cả. Không ăn chim. Anh Kim nhớ phải ăn chim nhá. Anh Kim nhớ phải ăn chim. Anh Việt Nam đâu, 6 hổ cua, 5 chai rồi. Đề nghị các anh Hưng, với khán giả, xin vượt ra ngoài. Xin xin chào anh Nguyễn Cam. Anh đấy, chúng ta sẽ đứng ở khu vực cũ vậy để cho nó khách quan và để quan sát dễ hơn. Đây rồi, 12 Nguyễn Mạnh Thăng, Nguyễn Văn Thăng cũng đã hết 6 chai rồi. Một lần nữa đề nghị khán giả, các bạn ở ngoài, xin mời các khán giả ra phía khu vực cổ vũ của mình. Khán giả không vào sân ạ. Cuộc thi của chúng tôi tổ chức là nhằm mục đích chúng ta có sự kết nối và chúng ta được gặp nhau, được tham gia một cái sân chơi rất là bổ ích, rất là vui vẻ. Và hơn nữa, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của cuộc thi là chúng ta sẽ hưởng ứng chiến dịch đã uống rượu bia không lái xe, và chúng ta sẽ làm từ thiện tại làng trẻ SOS. Tất cả số tiền mà ban tổ chức thu được của các thí sinh cộng với cả 20 triệu đồng của nhà quán ăn cháo sẽ cùng với các bạn thí sinh, tất cả các bạn thí sinh sẽ cùng tham gia vào chương trình từ thiện tại làng trẻ SOS. Rồi tôi nói đó là chỉ có một thí sinh duy nhất được một voucher ăn uống trị giá 10 triệu đồng tại nhà hàng S cộng, địa chỉ 47 Hoàng Thế Thiện, Hải An, Hải Phòng, đằng sau cái cục hải quan đi vào. Và tất cả những khán giả cũng như tất cả mọi người ở đây thì có thể thưởng thức những món ăn rừng biển đặc sắc tại nhà hàng S cộng 47 Hoàng Thế Thiện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc thi ngay bây giờ. Mr. Kim đã hết chai thứ 7 rồi, nhưng mà vẫn còn đồ ăn. Vẫn chưa tính là thí sinh nhanh nhất. Còn một chai và còn khoảng độ 1/3 con chim nữa. Hết chai thứ 8 và khi hết đồ ăn thì sẽ được tính đấy là chai thứ 8 nhanh nhất ạ. Có thể uống 8 chai trước và quay ra mình sử dụng chim. Chưa hết 20 anh Kim, phút. Anh cố ăn nhiều chim vẫn. Mr. Kim, how do you feel now? Em ra đây. It's okay. No problem. Tức là đến thời điểm này tình hình sức khỏe của ông vẫn ok, không vấn đề gì cả. Các bạn hoàn toàn yên tâm về sức khỏe bởi vì đã có bác sĩ Sơn đứng ở trong khu vực y tế đây rồi. Xin chào bác sĩ Sơn và xin phép được phỏng vấn bác sĩ Sơn một chút ạ. Dạ, xin bác sĩ chia sẻ. Đề nghị là các giám sát nhé, giám sát sao và công bằng để đảm bảo yếu tố công bằng cho các thí sinh cùng tham dự. Mọi người cùng tham dự một thời gian, cùng tham dự một thời điểm và suất ăn là như nhau. Khỏe là bác sĩ Sơn đã thông báo được tất cả đều đạt sức khỏe. Tiếp tục là thí sinh số 03 Nguyễn Văn Hải đi vệ sinh. Giám sát thì sẽ giám sát việc này. Trong lúc giám sát thì giám sát định sẽ giúp việc hai thí sinh còn lại. Đi phạm vi 2 mét này. Trong phạm vi 2 mét thôi. Chúng tôi mời các khán giả hãy đứng xa các thí sinh ạ, bởi vì là đứng gần thì ống và sẽ hít hết oxy của thí sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của thí sinh. Hết rồi. Hàn Quốc vô địch rồi. Còn tí thôi, còn vài miếng, ba miếng thôi.
Con chim sâu. Như tất cả các khán giả cũng như là những thực khách thân thiết của nhà hàng quán Năm Cháo là chúng tôi liên tục tổ chức những cuộc thi nhằm mang lại niềm vui cho tất cả các thí sinh, các khách hàng của quán Năm Cháo cũng như các đơn vị thành viên. Và sau một số cuộc thi rất là thành công và đều có người thắng giải, đó là cuộc thi Niêu Cháo Thách Đố, rồi một số cuộc thi khác. Và đến bây giờ thì là chúng ta tiếp tục hưởng ứng cuộc thi uống bia tại quán Năm Cháo. Và ngoài những cuộc thi vui vẻ thì nhà quán Năm Cháo luôn luôn hướng đến một mục đích nhân văn, mục đích từ thiện. Như năm ngoái là chúng tôi có tổ chức một chương trình hiến máu tình nguyện ngay tại nhà hàng quán Năm Cháo, do các bác sĩ, các kỹ thuật viên trực tiếp từ từ bệnh viện huyết học truyền máu của bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp tham gia lấy máu và đã hiến được hơn 30 đơn vị máu cho các bệnh nhân đang cần máu. Và sau đây chúng tôi có những chương trình về thể thao. Chúng tôi có màn hình lớn 200 inch để các bạn có thể theo dõi những chương trình thể thao như là bóng đá World Cup, như là những trận đấu có Việt Nam tham dự. Và chúng tôi có những cuộc thi thơ ca mang tính chất ca ngợi những điều hay, tốt đẹp của cuộc sống cũng như của đất nước con người. Trong tương lai thì nhà quán Năm Cháo sẽ còn phục vụ rất nhiều những món ăn uống độc đáo. Vâng. Vâng, anh Kim vẫn còn một chút nữa thôi. Ngắc ngứ rồi. Với không gian chung và riêng, đa dạng phong phú, hứa hẹn sẽ có nhiều món ăn và những chương trình hấp dẫn mới lạ tại nhà quán Năm Cháo. Voucher 8 chai, người uống 8 chai nhanh nhất, đương nhiên là bao gồm cả một con chim bồ câu sắp có chủ. Đề nghị là khán giả chúng ta đứng giãn ra, đừng sợ. Vâng, voucher giải phụ đầu tiên, người hết 8 chai bia đầu tiên đã thuộc về anh Kim Tông Sốc đến từ Hàn Quốc. Quay giải tí nhé. Xin phép thám thùng bia Sài Gòn. Cả nhà hãy cho một tràng pháo tay dành cho Mr. Kim đến từ Hàn Quốc ạ. Ok, tất cả mọi người, chúng ta sẽ quay trở lại vị trí để tất cả các thí sinh khác. Xin mời tổ tài vụ ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thí sinh đầu tiên là Nguyễn Văn Hải đã phạm quy rồi. Đã xong. Đề nghị tổ tài vụ nhanh chóng giải quyết để không ảnh hưởng đến các thí sinh khác ạ. Mới được có 6 chai thôi. Ôi, mới được có 6 chai thôi. Và như vậy phần quà 8 thùng. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay mặc dù là thời tiết là cũng đúng một cái thời điểm buổi chiều thì hơi nắng chút, nhưng mà tất cả khán giả đã rất là đến đây ủng hộ nhiệt tình cho nhà quán Năm Cháo cũng như cho các thí sinh của chúng tôi. Và với sự luôn hướng tới sự phát triển hơn nữa, mục đích sẽ mang đến sự phục vụ tốt hơn nữa cho khán giả, thì sắp tới nhà quán Năm Cháo sẽ xây dựng những khu vực để chúng ta có thể có những không gian riêng, không gian chung, và sẽ đáp ứng được nhiều món ăn hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của tất cả những quý vị thực khách đã đang và sẽ yêu mến nhà quán Năm Cháo. Vâng, ôn nhạc thì đã lên rồi. Anh Kim thì có vẻ đang xoa bụng, bảo là bụng anh vẫn còn nhiều chỗ chứa lắm. Bảy chai rồi. Đề nghị Nguyễn Văn Thăng, Linh với anh Xuyên đứng xa khu vực dự thi. Giám sát phải làm việc tích cực đây này. Tất cả phải làm việc tích cực này. Đang lấy nhạc. Không, bây giờ.
đây là cuộc thi uống bia chứ không phải cuộc thi nghe nhạc, nhưng mà nhạc chỉ là nền thôi. Ok, nhạc lên rồi đấy. Ok, đề nghị các giám sát tập trung vào công việc của mình. Ok, nhạc gọi là có nhạc nên để các giám sát được làm việc tập trung hơn. Anh Hỷ chỉ còn 2 bàn thôi đúng không? Anh Phi 3 bàn, anh Hiếu tập trung giám sát, anh Duy, anh Thịnh còn 3 bàn à? Ok, anh Hỷ là nhà nhất thôi, bây giờ còn 2 bàn thôi. À, từ thí sinh Lê Văn Miền đi vệ sinh, đi mời bạn Hỷ đi theo giám sát. Bây giờ anh Định sẽ thay thế vị trí này. Anh Hỷ theo vị trí của 2 bạn luôn. Xin mời anh Xuyên hỗ trợ thêm. Chúng ta mới đi qua một nửa thời gian thôi. Một nửa thời gian thôi, vẫn còn 30 phút nữa. Vẫn còn 30 phút nữa dành cho tất cả các thí sinh. Và với nữ là còn 40 phút nữa. Nhìn gì luôn. Anh Kim hết 10 chai, chuẩn bị hết 10 chai rồi. Chuẩn bị rồi. À đây, chai đâu rồi. Okay. Và rất có thể là anh Kim sẽ là người nhận được voucher tiếp theo gồm 10 thùng bia Sài Gòn. Và rất có thể là tổng cộng sẽ là 18 rồi. 12 nữa, liệu anh Kim có dinh hết cả cái số bia này về không? Nếu như anh không có xe trở về thì có thể gửi lại nhà quán ăn cháo để đến sử dụng dần dần cùng với những món ăn. Xin mời tổ hậu cần vừa hỗ trợ thí sinh số 12, nắng. Xin mời anh Xuyên. À, anh Xuyên và tổ hậu cần vừa lòng hỗ trợ. Hôm nay số 12 hơi bị nắng. Hạ cái ô xuống nha. Khán giả thì xin phép là vẫn giãn ra để cho các thí sinh thở. Uống bia thì ra nhiều carbonic lắm rồi. CO2 ở trong bia thì nó rất là nhiều rồi. Bây giờ thì lại hít hết oxy của thí sinh nữa thì làm sao mà thở được ạ? Với một vẻ điềm tĩnh thì thí sinh Phạm Quang Huy đã giơ điếu thuốc lên, hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh để cố gắng vượt qua anh Kim. Đây thì giám sát khi kiểm tra xem anh Kim dùng hết mấy chai rồi. Đang yêu cầu thêm chim. 9 chai rưỡi rồi, nghĩa là chỉ còn nửa chai nữa thôi. Anh Kim còn cách vượt chiều tiếp theo. Nửa chai nữa thôi. Thí sinh Thượng đề nghị ban tổ chức cho xin thêm khói lạc. Hy vọng là sau cuộc thi này thì anh Kim sẽ yêu hơn đất nước con người Việt Nam, cũng như là yêu mến nhà quán Nam Cháo hơn. Đề nghị chị Dinh Dúc. Các giám sát làm việc nghiêm túc. Khán giả giám sát vẫn là việc của mình. Ban tổ chức.
Congratulations, Mr. Kim! You win! Vote 2! Wow! Tại vì anh định đại diện cho nhà quán Nam Cháo trao một vô trợ. Xin mời anh Kim ạ. Mời các biên Sài Gòn dành cho Mr. Kim. Mời anh Kim ra đây ạ. Xin mời anh Kim ra đây một chút ạ. Mời anh đây, các phòng viên đây, anh đây. Không cần anh cởi ra không sao cả. Anh sao không sao. Vẫn trông vẫn hoa lắm. Ok. Và ok chưa? Bạn thăng ok. Xin cảm ơn. Trong với Nhật Nam Cháo còn rất nhiều những cuộc thi thú vị khác nha. Các cặp đôi hãy chờ đợi, các đôi hãy chờ đợi. Chúng tôi sẽ có rất nhiều cuộc thi thú vị khác dành cho các bạn trẻ. Đề nghị là bàn của anh Kim là cô bé ở bàn anh Kim là không nhảy, không phải đổ bàn, đổ bàn đổ bia mất. Bia đã có chủ rồi, anh Kim đã có 18 két bia rồi, còn 12 két nữa, tiếp tục với anh, liệu có sự bứt phá thần tốc đến từ các thí sinh còn lại hay không ạ? À? Xin được thống kê lại là đến thời điểm này thì có thí sinh số 01. Mấy ông Việt Nam thí sinh số 01 đã dừng cuộc chơi. Thí sinh số 03 Nguyễn Văn Hải đã phạt quy. Thí sinh số 10 Vũ Gia Khánh phạt quy. Và chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục trong vòng 20 phút nữa. Vẫn còn 20 phút nữa dành cho nam và 30 phút nữa dành cho hai bạn nữ. Còn rất nhiều thời gian. Hình như là khán giả của chúng ta đứng tập trung ở vị trí bàn số và số 5 hơi nhiều ạ. Đề nghị là khán giả hãy giãn ra một chút ạ. Tập trung và anh Alo. Và như vậy thí sinh bàn số 16 thí sinh Phượng đã phạm quy rồi, đã nôn rồi, đã chớ rồi. Xin mời tổ tập vụ hỗ trợ. Như vậy là thí sinh nữ đầu tiên đã phạm quy. Tuy nhiên thì lần nữa ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn sự nỗ lực và cố gắng của bạn Phương rất nhiều. Đề nghị khán giả phương bàn số 4 5 giãn ra. Giãn sắp đi hay nhắc khán giả đứng đằng sau. Đi nhắc khán giả đứng sau nam ra để cho các thí sinh dự cũng tốt hơn. Đứng nam ra. Kính thưa quý vị và xin trân trọng được thông báo là trong thời gian vừa qua thì nhà quán Nam Cháo đã liên tục có những cuộc thi cũng như có chương trình mang ý nghĩa xã hội. Và chúng tôi đã có những món ăn rất là đặc sắc với một không gian rất là tuyệt vời dành cho tất cả quý vị. Và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đầu tư thêm một số không gian tới cũng ngay tại quán Nam Cháo thôi để chúng ta có những không gian riêng.
và có những món ăn mới để phục vụ cho quý vị thực khách. Ok, còn là hình chỉ còn một bạn ấy thôi. Bây giờ là xin phép là Linh vào giám sát. Go Mr. Kim. Rồi, Phi đến rồi. Linh với cả Nam mày lan ra, Linh với Nam lan ra. Lan ra để cho các thí sinh thi và không ảnh hưởng đến ban tổ chức. Hai chị em. Hai, ở quan sát là ở vị trí số 12, thí sinh Nguyễn Văn Thăng đã hết 9 chai rồi, đã sang chai thứ 10. Rất tiềm năng, rất tiềm năng. Giờ Nguyễn Văn Thăng cố lên, sang chai thứ 10 rồi. Rồi, tổ tạp vụ hỗ trợ. Anh mời tổ tạp vụ. Anh Thăng đã đứng sang thứ 10 và đã không chịu được nữa. Xin nhắc lại là ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng sẽ có các giải thưởng phụ để động viên cho các thí sinh. Anh Kim ơi, anh Kim Thạc Quy rồi, Kim ơi. Trời ơi, chỉ còn một cốc nữa thôi. Không sao, quy định của ban tổ chức là như vậy là thôi rồi. Ban tổ chức đặt cách để cho anh Kim chơi tiếp. Đây là đặt cách. Vì anh là người Hàn Quốc, anh rất yêu Việt Nam và Việt Nam yêu anh. So we give you continue the competition. Continue. Yeah. Trưởng ban tổ chức tuyên bố vì anh Kim là người nước ngoài duy nhất tham gia cuộc thi. Và như vậy thí sinh Phạm Xuân Thu số 6 cũng xin phép dừng cuộc chơi. Vẫn còn 14 phút ạ, 14 phút dành cho nam và 24 phút dành cho nữ. Ok. Vâng, cùng lúc mà cứu cuộc thi của chúng ta đến đây là để vui đúng không ạ? Để vui và để làm từ thiện. Vâng, là mọi sự cố gắng, mọi sự đóng góp của tất cả các thí sinh đều được chúng tôi rất là ghi nhận và chúng tôi rất là cảm ơn. Xin mời các cổ động viên lùi lại phía sau ạ. Xin mời các cổ động viên. Tôi thù rằng là vừa rồi là do các cổ động viên ở phía sau anh Kim đứng gần quá đấy. Anh Kim không còn oxy đấy. Đề nghị là mọi người đứng giãn ra để thí sinh của chúng ta tiếp tục cuộc thi. 2, 4, 5 chai mới được 6 chai. Ok, em phi qua đây, 13 phút nha. Vẫn còn 12 phút rưỡi. Và như vậy thí sinh Phạm Đình Chiến số 7 đã chưa, đặt chưa. Đây. Nam ơi, Nam. Bên này. Thí sinh không phải chớ rồi. Không phải chớ rồi, ok. À. Và anh Kim đã uống hết 12 chai rồi. Tuy nhiên,
chưa phải là người chiến thắng nhá, chưa phải nhá. Bởi vì anh Kim vẫn còn 12 phút nữa mới kết thúc cuộc thi. Vẫn còn 12 phút nữa. Anh Kim phải giữ được trong 12 phút này. 12 phút không được luôn. Và chúng tôi đang ghi nhận đây là thí sinh giành được giải thưởng phụ là uống được 12 chai bia nhanh nhất. Còn để chiến thắng cuối cùng thì chưa chắc. Chào đây luôn nè. Anh Kim là người giành được toàn bộ số bia giải cuộc hôm nay 30 nhất. Giải phụ là anh Kim đã chiến thắng rồi. Ba giải phụ đã thuộc về anh Kim. Anh Kim ơi, nhưng mà anh vẫn còn thời gian cuộc thi. Mời anh về chỗ. Anh vẫn còn đang trong cuộc thi. Anh phải rồi, chị ơi chị nhắc giúp em là còn hơn 11 phút nữa thì em phải ngồi ở đây. Nhưng mà giải phụ là anh đã được công nhận rồi, con giải chính kia chưa, giải phụ dành cho anh đã được công nhận rồi. Xin mời anh Định ạ. Xin mời anh. Em nghĩ sao đây? Định ơi, cảm ơn các bạn. Xin mời anh Định trao giải thưởng. Số 8 đã dừng, bàn số 8 đã dừng. Và như vậy anh Kim đã là người tiếp tục giành giải thưởng phụ của giải thưởng số 2 cùng đưa. Đầu tiên thì thí sinh Vân Bếp đã dừng cuộc chơi vì đã chớ rồi. Xin mời tổng tài vụ hỗ trợ bàn số 13. Xin thông báo là anh Kim đã giành được. Đừng ơi, mời anh qua đây. Mời anh Kim qua đây. Mời anh qua đây. Để anh ấy sẽ là người. Anh Kim đã giành được tổng cộng là 3 giải phụ. Cũng có giải uống 8 chai bia nhanh nhất. Được thưởng 8 chai bia. 10 chai bia nhanh nhất. 10 chai bia. 12 chai bia nhanh nhất. Được 12 chai bia. Và tổng cộng được 30 chai bia. Và 30 thùng bia rồi. Anh được các giải phụ khác. Và anh Hiếu ơi, Hiếu ra đây một tí để anh giám sát cho. Anh Kim được nhận được giải phụ bao gồm 30 cái bia và một cô chơi ăn uống trị giá 10 triệu đồng tại nhà F Cup. Ok, vẫn còn thời gian, 8 phút. Bạn Vân Vít, thua cuộc rồi. Bạn Trần Việt Anh số 11 cũng thua cuộc rồi. Bàn số 11, Trần Việt Anh cũng đã phạm vi. Xin mời hỗ trợ. Một thí sinh chiến thắng nữa. Xin chúc mừng anh Nguyễn Hữu Quyết đã hoàn thành 12 chai, nhưng anh vẫn còn 7 phút nữa. Vẫn còn thời gian. Xin phép được ngồi xuống. Đề nghị khán giả hãy đứng sang ra. Khán giả đứng sang ra. Khán giả cứ bình tĩnh thôi.
Còn số 2, còn số 9, còn số 14, chỉ còn 3 thí sinh thôi. Thí sinh số 9 Nguyễn Xuân Gà đã phạm luật rồi. Vậy bây giờ chỉ còn 2 người thôi, là còn thí sinh số 14, thí sinh số 2. Mọi người tránh ra, bây giờ còn 6 phút nữa cơ mà. Đề nghị mọi người tránh hết ra ngoài ạ. Vẫn đang ở trong thời gian thi của các thí sinh. Đề nghị mọi người không làm ảnh hưởng. Mọi người không làm ảnh hưởng. Để giám sát làm việc ạ. Còn thí sinh Lê Văn Miền, số 2 và thí sinh số 14. Đề nghị là các bạn hãy đứng, khán giả hãy đứng ra ngoài ạ. Alo. Đề nghị khán giả đứng ra ngoài. Còn 6 phút nữa. Xin mời các thí sinh nữ vui lòng ở lại để ban tổ chức sẽ có các giải thưởng khuyến khích cho các thí sinh nữ. Còn số 14 là số 2 thôi. Còn tất cả các thí sinh còn lại thì chúng ta hãy ngồi tại vị trí hoặc là đã bỏ của mình có thể. Hãy tránh xa khỏi khu vực. Vâng. Khán giả, xin phép khán giả mình lại giãn ra một tí. Để chúng tôi làm việc. Bây giờ thời gian còn rất là ít. Vâng, giải thưởng còn rất gần, chỉ còn 5 phút nữa thôi. Còn 5 phút nữa, dành cho tất cả các thí sinh. Vườn có anh Kim, vườn bạn Quyết, bạn Huyền và bạn số 14. Đề nghị là bạn Huyền phải uống hết, cũng như ở trong cốc. Không nói không với lòng đen. Khán giả hãy sẵn sàng, khán giả xin phép khán giả. Mặc dù tôi biết là các bạn rất là nhiệt tình rồi, nhưng mà cả nhà mình hãy sẵn sàng. Khán giả Phi vẫn tiếp tục chờ giám sát. Khán giả Phi vẫn tiếp tục giám sát bàn 4 năm. Đi vệ sinh, xin mời anh nghỉ hỗ trợ đi vệ sinh. Mời anh nghỉ hỗ trợ. Xin mời bạn đi theo anh nghỉ. Thời gian còn bao nhiêu em ơi? Thời gian còn 3 phút 58 giây, 57, 56, 3 phút 56 giây. Chỉ còn hơn 3 phút thôi. Trong quá trình đi về như vậy là thí sinh Lê Văn Miền đã trở rồi. Thí sinh Lê Văn Miền đã trở trên đường đi vệ sinh rồi. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta hãy cùng dành sự tập trung vào số 14. Lê Văn Tuấn. Còn 3 phút 20 giây. Và bây giờ đề nghị khán giả khán giả đề nghị để cho ban tổ chức làm việc. Xin các khán giả hãy để ban tổ chức làm việc ạ. Xin mời tổ an ninh vui lòng hỗ trợ nha. Tổ an ninh hỗ trợ cho ban tổ chức không để đứng xung quanh thí sinh. Còn 2 phút 41 giây. Sắp hoàn thành rồi. 2 phút 28 giây.
Đây, tôi xin em được đặt đồng hồ này trước vào vị trí của mỗi hai thí sinh thôi. Hai phút 14 giây. Ở phía bên kia thì thí sinh số 14 đã, mặc dù là chưa bỏ cuộc nhưng mà vẫn còn rất là nhiều chai. Đề nghị khán giả, đề nghị an ninh, bộ phận an ninh ạ, hỗ trợ chúng tôi. Xin mời tổ an ninh vừa làm hỗ trợ để cho. Xin mời tổ an ninh hỗ trợ. Ban tổ chức công bố là còn hơn một phút nữa nhưng mà tuyên bố luôn hai bạn này thắng cuộc. Xin mời. Mặc dù là ban tổ chức đã công bố là thắng cuộc rồi, nhưng mà chúng ta hãy cho anh thêm 10 giây nữa nào. Bắt đầu đếm ngược nào. Đếm này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You win! Chúc mừng Lê Hiếu Quyền và Mr. Kim Tân Sơn. Xin mời các anh ấy ra phía trước này. Bây giờ chỉ còn 30 giây nữa thôi, chắc là quý vị 14 là không thực hiện được nữa rồi. Còn 30 giây thôi. Khán giả nhiệt tình quá, đang ban tổ chức toát hết cả mồ hôi. OK. Thắng cuộc rồi. Ban tổ chức xin được công bố lần nữa. Đấy, cuốn hết lên rồi. Thí sinh số 4 Nguyễn Hữu Quyết, Bùi Hữu Quyết và thí sinh số 05 Kim Công Xúc là hai người chiến thắng. Và đặc biệt trong hai người này thì anh Kim là người chiến thắng tất cả các giải vô. Một cảm ơn cho hai thí sinh tuyệt vời chúng ta. Xin mời anh Kim và bạn Hoàng Tuyết đứng vào trước. Sao không chịu nữa. Và mỗi người nhận được một giải thưởng chính thức. Đại diện của các cơ sở không? Xin mời đại diện các cơ sở hãy đến đứng ở phía khu vực sau này. Em cộng đâu? Đây rồi, đại diện em cộng đang lấy mũ. Được rồi, đại diện. Bây giờ tôi xin phép được công bố đã, công bố một chút. Mời bạn kia ra ngoài đây, bạn ơi. Dạ. Xin phép được công bố từng giải một nhá, lần lượt nhá. Anh Kim. Mời được ra đây. Dùng anh Kim, Mr. Kim. Đám trai đầu tiên.